Xin chào các bạn và anh chị đến kênh của mình ngày hôm nay. Thì các bạn biết không, thì hôm nay thì Hiếu Nguyễn đang đứng ngay một nơi ở Cao Lãnh, thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Thì các bạn biết là nơi mình đang đứng ở đây là cái hình ảnh rất là quen thuộc của người dân Đồng Tháp. Thì hôm nay mình xin giới thiệu và dẫn các bạn đi đến một địa điểm rất là đẹp và có tính lịch sử khá là lâu đời ở tỉnh Đồng Tháp này. Đó là lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc, tức là phụ thân của Bác Hồ kính yêu chúng ta. Thì hôm nay mình sẽ dẫn các bạn đi tham quan ở khu mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc và dẫn các bạn thăm lại cái mô hình nhà chữ Đinh, rồi nhà Ba Giang, rồi nhà những cái mô hình và những cái làng nghề rất là lâu đời, như là nghề rèn, rồi nghề làm thuốc, hay là những cái mô hình rất độc đáo ở làng Hòa An của ngày xưa ở Cao Lãnh hiện nay. Thì Hiếu Nguyễn mời các bạn cùng theo chân mình để tham quan nơi này có nhiều điều gì đặc biệt nha. Thì lăng cụ Mộ Sắc này đã nằm ngay tại tọa lạc tại thành phố Cao Lãnh của tỉnh Đồng Tháp. Rồi bây giờ không mất thời gian nữa thì chúng ta cùng mời các bạn cùng theo Hiếu Nguyễn, theo chân Hiếu Nguyễn vào phía trong tham quan nha các bạn. Rồi theo mời các bạn theo chân mình. Ở đây chúng ta sẽ đi vào cái cổng phía ngoài, cổng mình vô ở cổng 1 phía bên kia. Đây, cái dòng xây này mình sẽ quẹo qua nó để các bạn chạy. Đây ở lăng cụ Nguyễn Sinh Sắc thì vào những dịp lễ thì nó sẽ đông khách hơn, còn thì những người ngày thì cũng rất là yên tĩnh nha. Đây, mình sẽ qua đây. Gửi xe. Và chỗ này bữa nay đã có rất là nhiều khách đến tham quan. Bữa nay mình đi ngay chỗ đó sẽ có nhiều khách, mình sẽ đi vô để hỏi chỗ này. Cái này cái cổng này. Đó. Đây. Cổng này là cái khung cảnh ở phía ngoài trước số mấy cái cổng vào chỗ này các bạn. Đây mình sẽ gửi xe ở đây này. Đó. Giờ mình sẽ đi vào phía trong. Ở đây thì có bán cái đồ lưu niệm đây này. Đây. Đó, cảnh rất đẹp đây. Đó, ở đây bán đồ lưu niệm ở phía ngoài trước cổng nè. À, giờ mình sẽ đi vào phía bên trong. À, bây giờ cái chỗ này là ngay ở trong cái khuôn viên của trong cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc á, thì có nhiều cái mô hình rất là tuyệt vời luôn, tái hiện ví dụ như hình ảnh, ví dụ con trâu đây nè. Đó, mình đi vô đây mình hình ảnh con trâu mà chụp hình là tuyệt vời luôn. Đó, phía này bạn thấy là khi mà đi vào phía trong đây thì mình có với những cái hình ảnh, ví dụ cái cầu tre, rồi những bụi tre này là tái hiện lại những cái mình mà ở làng quê của mình đó. Ở phía bên đây cũng có này, mình đi phía bên đây ha, mình phía bên đây cũng vẫn được bình thường, vẫn là cũng đi bọc của bên kia qua lăng cụ của mộ của cụ Sinh Sắc á. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đây.
là cái làng Hòa An xưa. Thì ở đây là mình giới thiệu các bạn thêm là cái người ta lại tái hiện lại những cái mô hình của Hòa An, đó là một cái là như một cái làng hay một gọi là cái ấp đó các bạn chị. Thì Hòa An đây là cái gốc ở đây nha. Thì chúng ta sẽ đi qua đây, ở đây là cũng có nó nè. Phía đây tại vì có rất là nhiều hướng nha. Ở đây người ta tái hiện được cái gọi là cái nhá, ở quê mình gọi là cái nhá. Ở đây là những cái mương này cá nhiều lắm nha. Đó. Nhưng mà ở đây là người ta sẽ thả cá rồi nước nó không ra vào được. Đây mà thấy ở đây cái những cái mô hình này người ta tái hiện lại ngày xưa rất hay này. Đó, ở đây có cái những con đường đi nó dọc ở đây rất là đẹp nha. Nhưng mà ở đây các bạn thấy là ở khung cảnh ở trong đây á, là có những cái cây trồng bụi tre nè, bên đây cũng vậy nè, thì rất là đẹp ha. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn và anh chị cùng đi xem cái này. Một cái mô hình này tái hiện lại một cái mô hình này là gọi là cái làng nghề của ngày xưa. Wow, ở đây có làng nghề nè, quay đó nè. Đây là cái làm nghề gọi là nghề mộc nha. Thì các bạn đang thấy nè, là nghề mộc là ngày xưa ở người ta gọi là làng Hòa An á, là một trong những nghề rất là quan trọng. Đó, bằng mình quay các bạn xem nha. Thì nghề mộc có đòi hỏi là người thợ phải khéo léo và tỉ mỉ nè, đầu óc rất là sáng tạo. Rồi đặc biệt là cái tính toán về cái mực thước và cái độ mà chính xác rất là cao nha. Đó. Đây mình quay các bạn xem, là người ta không cho mình vào, người ta phá lại thôi, mình chỉ đứng ở ngoài mình tham quan thôi. Giờ mình quay cho bạn xem nè, đây người ta làm cái gọi là cái ni bộ, giống thuốc lá. Ở đây người ta tái hiện lại cho mình xem ha, cái đục cái cưa kìa. Bây giờ mình đi qua bên kia ha, xem. Đó, người ta làm rất là nhiều cái dụng cụ đèn trong, đèn dầu. Cái cưa, cái mộc, cái dụng cụ của thợ mộc này đó, rất là nhiều đó. Làm những ở bên đây thì người ta là cái mô hình này chắc người ta tái hiện để rất là giống nè. Này mà ban đêm đi thì chắc giật mình đó. Đây rất là hay nha. Đây, người ta tái hiện lại cái áo bà ba là áo truyền thống của người Việt Nam của mình đó, của chúng ta đó, rồi đeo cái áo bà ba rồi đeo khăn gằn đi, rất là hay. Người ta làm cái mô hình tái hiện lại thì rất là hay, rất là tuyệt vời để chúng ta tham quan. Thì ở phía bên đây á, thì nó cũng có một cái để qua đây người ta xem nha. Ha, cái này bạn thấy là người ta tái hiện lại cái mô hình gọi là xay lúa. Người ta làm tái hiện là xay lúa nè. Đó, bạn thấy không, xay lúa. Rồi bên kia là người ta sẽ làm cái nghề là nghề này là gọi là giả gạo, còn bên kia là cái thợ rèn. Ở đây mình sẽ đi quanh kia tái hiện, bạn thấy là người ta làm cái mô hình là người ta gọi là cái chài á, cái chài người ta để cái chài người ta để coi làm giả gạo. Đây mình đi qua đây mình xem các bạn. Cái bên đây là người ta làm giả gạo ha, còn phía bên đây á, là người ta sẽ làm cái nghề gọi là nghề thợ rèn. Cái nghề thợ rèn này bạn biết là cũng nghề truyền thống của Việt Nam mình, nó người ta mồi lửa, khè lửa nha, làm đó. Rồi mình sẽ đi vòng vòng phía bên đây ha. Các bạn khi mà đi vào cái khu tưởng niệm, cái khu mà khu lăng của mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc á, tức là ba của Bác Hồ, chủ tịch kính yêu chúng ta đó, thì nó rất là rộng nha, rất là mát. Đây là cái nhá, quê mình gọi là cái nhá. Ta làm rất nhiều cái mô hình này của truyền thống của dân tộc mình ở Việt Nam đây chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua đây xem thử có gì nha. Thì ở đây thì nhà cả nhì ngu cất cho cụ Sắc. Đây là cái nhà của tái hiện được cái nhà của cụ cả nhì nha. Cả nhì ngu cất, gọi là cả nhì ngu cất nhà cho cụ Sắc đây, tức là ba của Bác Hồ đấy. Đó. Thì ở xung quanh này chúng ta đi thoải mái, chúng ta đi vòng vòng chúng ta sẽ tham quan được nhiều cái mô hình của làng của người dân xã làng
Hòa An của ngày xưa. Thì bạn biết là người ta ở đây là có cái, ở phía sau nhà này lúc nào nhà lá thì có một cái lu nước ở phía sau nha. Ở phía này trè quá trời nhiều. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi phía bên đây nè. Ở bên đây thì có cái gọi là cái những cái nhà gọi là nhà sàn. Bạn thấy ở những mô hình này người ta tái hiện lại là cái nhà sàn đây. Ở phía bên kia cũng có nhà sàn đấy. Thì ở đây cái nhà sàn này người ta sẽ tái hiện lại cái mức độ chính xác cũng rất là cao so với những ngôi nhà của ngày xưa nha. Đó, ở đây người ta tái hiện đây. Được đây. Đây là hình như là cái những cái nhà này là nhà gọi là nhà chữ đinh nha. Ồ, nhà mình sẽ quay các bạn xem cái nhà chữ đinh này. Đó, bạn thấy nè. Cái nhà cái lối đi bên kia thì người ta không cho mình vào đâu. Thì ở đây người ta sẽ bạn xem đây là những cái hoa văn chính xác của ngày xưa luôn á. Đây là nhà chữ đinh nha. Nhà chữ đinh thì được cấu tạo từ nhà chính và nhà phụ để gắn liền với vách bên hông. Đó. Cái đây gọi là cái đèn tân sông. Thì cái nhà giống như chữ đinh thì người ta sẽ đặt tên và cái tên thì cũng có gắn liền với cái hình giác của cái nhà, phải không các bạn chị? Đây, bạn thấy là ở đây cái đường đi vào đây. Đó, bạn thấy. Ở phía sau đó cũng có lu nước đấy, cái kiểu. Đó, bạn thấy, ngôi nhà rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ đi phía ngoài để quay các bạn của anh chị cùng xem nha. Đó, mình đi dọc bờ sông này thì rất là đẹp tuyệt vời luôn nha. Mình sẽ đi qua đây. Mình đi qua đây mình giới thiệu cho hết các bạn. Tại vì cái người ta tái hiện lại một cái xã La Hòa ngày xưa ở nơi đây. Thì người ta tại vì có rất là nhiều cái kiểu độc đáo ở trong cái làng xã Hòa An này, nhiều ngành nghề, có đặc biệt là nghề bốc hút đó nha. Đây mình sẽ đi vào ha. Đây là nhà của bác Dần. Thì đây là cái ngôi nhà cũng giống như nhà qua nhà bên kia, cũng là ngôi nhà chữ đinh. Thì đặc biệt là ngôi nhà này nhà của bác Dần. Rồi ở đây người ta các bạn chú thích đây nè. Thì tại sao ngôi nhà bác Dần nha? Nhà bác Dần là một trong những nhà kiểu nhà phổ biến ở làng quê Cao Lãnh, Hòa An. Nhà được xây dựng bằng gỗ trên sàn hoặc nền bắt ngói, mái ngói nè. Nhà có một hoặc ba gian, một bên hay hai bên đều có trái. Nó mái nhà từ trước rồi đến mái sau. Nhà có trái bên hông, vậy nên nhà rất là rộng. Đó, bạn thấy là có lối đi vào. Ở sớm là nhà có lối đi bên hông, mà đặc biệt là cái ngõ bên đây là đi phía bên đây. Sẽ đi quanh phía sau này, mình sẽ có phát hiện điều gì không nha. Ở đây thì ở phía sau nó cũng có nhà nữa kìa. Ở này để coi, mình coi cái nhà này là này có cái lu nước, rồi phía nhà có đi ga. Mà nhưng mà đặc biệt cái nhà của nhà này nó rất là hẹp, cái cửa này rất là nhỏ. Để mình xem ở trong nó có gì nha. Ồ, ở đây người ta nhà ba gian, người ta làm đầy đủ, khá tiện nghi, là có chỗ ngủ nữa. Nhưng mà thôi, cái này ở đây là nhà toilet. Đây là nhà phía bên đây. Ồ, nhà bên đây đều có tre ha. Phía bên đây mình sẽ đi qua đây dẫn các bạn phía bên kia để coi xem có gì nữa. Rồi. Bạn thấy ở phía đây dọc bờ sông thì dọc đường đi á, thì có cái theo dọc Bắc Kinh, nó khá là đẹp. Và ở nơi đây á, thì người ta thường tổ chức gọi là lễ bánh dân gian hay là lễ vào lễ hội dịp giỗ tổ luôn, lễ giỗ của ông á, thì người ta sẽ tổ chức ở chỗ này. Cũng khá là đông vui. Để mình sẽ đi qua đây ha. Thì ở nơi này người ta bên đây người ta cũng tái hiện lại cũng nhà ba gian, rồi nhà chữ đinh. Nhưng đặc biệt các bạn thấy là có cái nhà sàn. Đặc biệt là kiểu nơi đây là có nhà sàn nha. Đó, bạn thấy là
Thấy đẹp thiệt chứ. Nhà này nó có đặc biệt là có nhà có cầu thang phía trước, có ghế nằm. Phía đây thì hình như là người ta cất để ăn uống hay sao ấy. Đây là nhà sàn nha, nhà sàn. Mình quay cho bạn xem dễ xem nè. Đó, bạn thấy này, nhà sàn đây. Rồi mình sẽ đi vòng vòng phía đây ha. Ở bên đây là cũng gọi là cái, ở đây người ta có thể là người ta sẽ xây dựng lại cho mình, có thể là ở trong cái, ở trong những ngôi nhà ba gian này người ta sẽ cho mình ở luôn, ở trong đây. Rồi thí dụ như mình thuê mình ở là giá bao nhiêu tiền vậy đó, thì mình sẽ ở lại ở trong cái ngôi nhà ba gian này, giống như là mình ở sẽ ở trong cái cái nhà của ngày xưa vậy đó, tái hiện lại mình sẽ ở trong đó. Bây giờ mình sẽ đi, các bạn đi phía trước. Ở đây người ta gãy dôi để người ta khử, mà gọi là khử khử rong. Ở đây là tại vì có nhiều cây nên là rong rất là nhiều, nên là người ta gãy dôi để người ta để dâu nó chết không bị trơn nữa. Rồi chúng ta sẽ đi qua đó ha. Đó, ở đây là cái khung cảnh chúng ta sẽ đi dọc phía này thì rất là đẹp, qua phía bên kia luôn. Thì ở đây để mình đi qua đây mình quay các bạn xem ha, thì các bạn biết đó, đây là cái khu, cái này gọi là cái tượng đài, cái tượng đài để cái tưởng niệm đó các bạn. Ở đây thì nên là quay là tượng đài. Rồi mình đi tượng đài xong rồi mình sẽ đi qua bên bên đây mình quay cho các bạn xem ha. Thì tượng đài này thì người ta lại là cái mô hình tượng đài của cụ Nguyễn Sinh Sắc. Đây, mình ở phía sau lưng này. Mộ của cụ Sinh Sắc thì mình sẽ đi phía lên trước các bạn chị. Đây, ô này là cái, đây là cái mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc này. Đây là cụ Sinh Sắc, cụ sinh năm 1862, mất năm 1929. Ở đây ha, cảnh ở đây rất là đẹp nè, rất là mát. Thời tiết hôm nay thì cũng khá là mát, rất là thuận lợi cho nó đi. Và điều đặc biệt là ở khu tưởng niệm hay là khu đền thờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Trà Vinh á, thì cũng có nhà sàn. Rồi ở ở đây á là khu mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc á, thì cũng có nhà sàn nha. Đây, nó làm cái nơi này cái đi rất là đẹp. Đó, mình mà bạn thấy là chỗ đó là cái nhà sàn đó các bạn. Để mình qua bên phía bên đây. Mình đi qua phía bên đây đó là cái mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc cho mình quay các bạn xem đi. Rồi chúng ta sẽ đi qua bên kia quay cái nhà sàn nha. Cái khu mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc rất là đẹp nha. Có rất là nhiều sen. Người ta làm cái hồ á, cái hồ của ngay chỗ trước cửa của cụ Nguyễn Sinh Sắc á, thì có cái hồ sen tựa như cái cánh ngôi sao vậy đó. Đây, đây là mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc. Đây mình sẽ đi vào. Ở phía bên đây thì cái này là gọi là cái đền thờ, cái đền thờ của cụ Nguyễn Sinh Sắc này. Bạn thấy chữ đền thờ không? Còn phía bên đây thì là cái mộ của cụ Nguyễn Sinh Sắc đây. Còn bên kia là cái thư viện, cái thư viện ấy, trưng bày những cái đồ vật hiện vật ngày xưa. Em chút xíu mình sẽ vô bển coi mình đi lên mình xem được hay không nha. Các bạn xem là ở phía trước này nó có cái giống như là cánh ngôi sao vậy đó, người ta trồng sen.
trục sen rất là nhiều. Ở đây là có những cây mai rất là lớn nha. Cây mai là của tỉnh ủy Đồng Tháp tặng cho đăng cụ Nguyễn Sinh Sắc năm 2013. Ở đây là cây ổi rô. Cái ổi rô này sao giống cái ổi này cũng lá cũng ngộ các bạn chị. Đó, cái ổi rô nha, nè. Đây quay là cái ổi rô mà cái lá của nó rất là ngộ nha. Giống như là cây bần ổi á. Mà không biết phải hay không thì mỗi địa phương thì có cái tên gọi khác nhau. Còn ở quê mình gọi là cây bần ổi. Để mình qua đây à. Ở đây thấy lần cụ Nguyễn Sinh Sắc á, là người ta sẽ làm cái mái hiên á, có dạng hình hoa sen á. Đó, phía trước. Cái máy này người ta làm ở phía trước các bạn thấy là giống như cái đầu rồng. Mà điều đặc biệt là ở đây thì người ta làm chín cái đầu rồng nè. Để coi mình điểm nha, 2, 4, 6, 8, 9. 9 cái đầu rồng. Đó, mà thấy là 9 cái đầu rồng nha, là tượng trưng cho 9 con rồng sông Cửu Long, gọi là đồng bằng sông Cửu Long á. Cửu là 9 các bạn chị. Thì ở đây người ta làm 9 đầu rồng ở máy giống như là một cái cánh sen, thì người ta làm cái tái thể hiện và người ta làm ý nghĩa như vậy để biểu hiện là ở đồng bằng sông Cửu Long có 9 con rồng đại diện sông Cửu Long á. Thì ở đây bạn thấy là cái chỗ lăng cụ rất là sạch sẽ và rất là mát. Là mình đi vòng quanh đây ha, bạn xem đó, bạn thấy là ở đây rất là sạch sẽ, rồi có rất là nhiều hoa và được thắp hương, lúc nào cũng có thắp hương. Đó là cái mộ đó, chỗ đó là mộ cụ đó các bạn chị. Đó, chỗ đó là mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc các bạn chị, rất là nhiều hoa ha. Đó, bạn thấy bên đây rất là mát nè. Bạn thấy là ở cái này là cây khế, trước mặt các bạn xem là mình đang quay là đó là cây khế. Cây khế này là tức là cây này gọi là cây di sản của Việt Nam nha, cây di sản Việt Nam nè. Đây là cây khế này rất là lâu năm. Cây khế này các bạn biết là người ta trồng năm 1727, là trồng cho tới hiện nay là thì các bạn biết là rất là nhiều năm rồi, là trồng năm 1727 tới giờ. Đó. Xung quanh ở phía này thì mình sẽ đi qua phía bên kia. Ở đây có một cây xanh to hết sức. Cây gọi là cây đa. Các bạn thấy là có đó cây đa kìa. Đó, bạn thấy là cây đa lớn quá trời luôn à. Bạn thấy cây đa nè. Thì ở phía bên đây thì có cái gọi là cái nhà trưng bày, để mình dẫn các bạn và anh chị qua bên bển xem coi cái nhà trưng bày này có cái gì đặc biệt và trưng bày có hình ảnh nào để chúng ta học tập hay không nha. Thì ở nơi này thì bạn biết đó, là một cái khu nó sẽ có một ý nghĩa riêng. Hồi sớm mình dẫn các bạn xem là người ta tái hiện lại cái xã là xã Hòa An ngày xưa, gọi là cái làng Hòa An ngày xưa. Bạn thấy cái khu công viên này rất là rộng nha. Thì ngay chỗ này mình sẽ đi qua cái phía bên đây. Ở nơi đây thì ngày thứ bảy và chủ nhật á, thì sẽ đông hơn, rồi sẽ vui hơn. Đó, bạn thấy chỗ này là cái nhà trưng bày này. Ở đây mình sẽ đi qua đây mình sẽ quay các bạn xem, chia sẻ các bạn về có một bộ bàn ghế ngay chỗ này, sao thấy đẹp quá, cỡ bằng đá vậy á. Và phía bên đây là cái nhà trưng bày, để chút xíu mình sẽ qua bển mình sẽ tham quan ha. Thì ở đây là cái bộ bàn ghế này khá đặc biệt. Bạn thấy người ta cẩn đẹp không? Đây là thì qua đây ha. Cái bàn đá này nó là bàn đá nha các bạn chị. Bàn đá. Cái này là quân chủng hải quân. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn quân chủng hải quân này sẽ trao tặng bàn ghế này bằng đá nè, với bằng đá cẩm thạch nha, khá đặc biệt. Đây là nhà trưng bày. Đây mình sẽ đi qua đây nha.
cái trưng bày này nó tái hiện lại cái đó. Bây giờ mình quay cho bạn xem, đây là cái, đây là cụ phố bản Nguyễn Sinh Sắc. Đây đây là người ta nói là cụ phố bản Nguyễn Sinh Sắc là nhà nho yêu nước thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh. Thì này là cái một cái tượng, tượng đài. Rồi ở đây thì người ta tái hiện lại phong cảnh tỉnh Nghệ An. Tỉnh Nghệ An các bạn biết là quê của, quê hương của cụ Nguyễn Sinh Sắc nha. Đó. Thì đây là một cái mô hình ngôi nhà ngày xưa. Đây, đây là cụ Nguyễn Sinh Sắc nè. Rồi cái đó là mẹ của bác Hồ đó các bạn chị. Phải không ta? Để coi mình xem đây là số 1. Số 1 đó ra. Ở đây là số, đây là cụ Nguyễn Sinh Sắc. Rồi ở đây là bà Hoàng Thị Loan á, tức là vợ cũ của bản Nguyễn Sinh Sắc nữa bạn chị, tức là mẹ của bác Hồ á. Số 4 này là Nguyễn Thị Thanh. Rồi Nguyễn Sinh Khiêm tính giữa. Rồi ở phía số 6 này thì Nguyễn Sinh Cung. À đây là bác Hồ kính yêu chúng ta đó các bạn chị ơi. Đấy. Rồi đây là tái hiện là một cái hình ảnh cậu bé ngồi trên châu rất là đẹp ha. Đây mình xem tái hiện lại là một cái mô hình nhà của cái nhà ngày xưa đây. Đây là tái hiện cái khung dệt. À, ngồi dệt nè. À, nhà lúc nào cũng có cái võng. À, dệt rất là đẹp. À. Đây ở đây tái hiện lại một cái mô hình đó là đây mô hình đây là gia đình của cụ Nguyễn Sinh Sắc trên đường vào kinh đô Huế. À, đây là tái hiện được cụ Nguyễn Sinh Sắc và cùng gia đình đi vào Huế nha. Này là ảnh chụp ở của khung nhà ngày xưa. Thì ở đây người ta đã tái hiện lại rất là khá đầy đủ chi tiết về cái mô hình của ngày xưa. Đây phía ngoài đây. Thì ở đây là người ta sẽ là người ta tái hiện lại cái đồi núi, cái mô hình để chôn bà Hoàng Thị Loan, tức là mẹ của bác Hồ, bà chúa kính yêu chúng ta đó. Thì chôn trên đồi núi tái hiện lại nó rất là khá đẹp. Và ở đây là do đảng bộ và nhân dân tỉnh Nghệ An kính tặng nè, rất là đẹp ha. Đây, cái mộ này nè. Đây, ta đi qua đây ha. Nhân dân xã Trung Cự đón tân khoa bản Nguyễn Sinh Sắc. Sau khi mà tân khoa phó bản Nguyễn Sinh Sắc đây là đậu dưa đắc cỡ, dưa đậu ha, được về làng nè. Ta mô phỏng lại cái hình ảnh rất là đẹp. Ồ, chữ này chữ Hán không các bà chị? Này, chữ Hán à. Đây là hình ảnh ví dụ phật cờ của ngày xưa nè. Để coi xem là bên là gì nha. Đây là cái mộc bản khắc về cụ bố bản Nguyễn Sinh Sắc là thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, là bản khắc. À. Đây mình đi qua đây. Đây là một cái số văn bản bổ nhiệm và xét xử về cụ bản phiên bản trong quá trình làm quan tại triều Nguyễn, chữ Hán. Đây đây là một cái mô hình làm đây một mô hình là dựng lại là cụ phía phố bản gặp cụ Phan Châu Trinh. Đây, hình ảnh này rất đẹp nè, nó tái hiện lại. Rồi ở đây thì một cái mô hình, đây một cái mô hình này để gọi là mô hình là cụ Nguyễn Sinh Sắc bên bờ sông Sài Gòn. Đó, đây.
Ngày xưa thì người ta dùng chữ Hán rất là nhiều. Thì ở đây có một cái mô hình gọi là tổ hợp mỹ thuật, là cụ Nguyễn Sinh Sắc cùng Lê Chính Đáng họp bàn với Phạm Hữu Lầu, Phùng Hữu Lầu và Lưu Kim Phong. Đây, rồi giờ chúng ta sẽ đi vào đây. Đây là cái dụng cụ để chế biến thuốc, dùng để thì cái đây là những cái dụng cụ mà ở ngày xưa cụ Sắc á, đã sử dụng trong thời gian ở làng Quan Cao Lãnh này để chế biến thuốc nè, khám chữa bệnh nè. Bạn thấy là đây là cụ Sắc ở đó khám bệnh ở làng Quan ngày xưa. Thì đây là một cái hình ảnh bức tranh vẽ tái hiện lại. Thì đây là cái một bức tranh rất là đẹp. Thì ở đây là người ta tái hiện lại cái cảnh mà cụ phó bản Quy Tạ Thế. Chất liệu và sơn dầu. Đây là một bức tranh của năm mộ của Nguyễn Sinh Sắc trong sự gìn gặp và theo dõi của địch. Đây người ta chung cất làm mộ. Thì đây là cái tái hiện lại cái cảnh là quân lính lại phá hủy. Bạn thấy người ta cầm cái giá không, mấy lính nè, lính lại nó phá mộ của Sinh Sắc ấy, này người dân bảo hết sức ra tay để bảo vệ, là không cho phá hủy mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc nha. Đó, đây xong đó là cái nhà trưng bày khá là đẹp ở mộ cụ Sinh Sắc.